Rồi, hello, xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tiếng Châu của mình nè. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thì video hôm nay mình chia sẻ về vấn đề làm thế nào để cây mai mình nó mọc cành, mọc cốt và nó tạo nụ kim nhiều trong cái giai đoạn tháng 6 này. Thì nhiều bạn á, cái cây mai của các bạn á, cái nhánh này nè, nó ốm tàn, ốm tèo các bạn ha, nó không mập được ha các bạn ha. Thì mình nói trước tiên á, là đối với những cái bạn mà bón phân thường là bón 30-10-10 á, thì cái cành nhánh nó vươn dài, nó sẽ ốm ha. Bón 30-10 thì cành nhánh nó vươn dài, nó ốm như thế này này các bạn ha. Đó. Thì trước tiên mà các bạn muốn nó nhặt lại thì các bạn phải tỉa sát, bỏ vô hết, tỉa sát là hết các bạn ha. Trước khi mà mình muốn cây mai mà nhặt tàn á, nó vươn như thế này phải tỉa hết các bạn ha, mưa sâu bệnh. Đó, mình muốn nó nhặt tàn lại á, thì mình phải tỉa các bạn ha. Đó, như thế này thì phải tỉa bỏ hết bạn ha, tỉa sát cho vô, bỏ hết, tỉa sát vô. Rồi thì thường là các bạn bón 30-10 nó dư đạm á, nó vươn đọt dài như thế đó, và nó sẽ kéo theo cái tình trạng là cái cành, cái nhánh mình nó yếu ốm các bạn ha, nó không có mập cốt. Đó, nó là ốm á. Và đặc biệt á, là khi mà bạn bón đạm cao như vậy nhé, thì nó sẽ kéo theo cái vấn đề là thiếu kali nha các bạn ha, thiếu kali. Mình phải bón cho nó, bản thân mà bạn bón, những cái bạn nào bón 20-10 và 30-10 hoài cho cây mai á, thì nó sẽ dư cái lượng đạm trong cây rất là nhiều, nó làm cho cái cây của mình nó phát triển cành nhánh nó vươn dài, mắt lá thừa, và cái nhánh nó ốm các bạn ha. Chính vì thế thì mình muốn nhặt lại á, thì mình phải làm như thế nào là không được bón 30-10 và 20-10 nữa ha. Hoặc là những cái loại phân mà có hàm lượng đạm cao như là phân bón lá, thường các bạn ưa xài phân bón lá 30-10 mà kiểu mà bung đọt, vượt đọt gì đó ha, thì các bạn không nên xài. Muốn mập như thế này á, thì các bạn mập như thế này và mắt lá nó khít như thế này nè, và cái nụ kim nó tạo hình thành được nhiều á, thì các bạn bón cho mình cái lân kali ha. Thì đối với những cây mai như vậy thì mình nói ha, sau khi các bạn tỉa thì các bạn bón cho mình cái thằng 3 số bằng nhau này nè, 3 số 16, đây là mình có 3 số 16, các bạn bón 3 số 15 hoặc 3 số 17 cũng được, 3 số 19 cũng được ha. Có nghĩa là hàm lượng đạm lân kali và đạm lân kali nó bằng nhau á, 16-16 hết á, 16-16-16 nè. Đó, này khi mà cái kali nó giúp cho cái cành mập lên, kali nó sẽ giúp cho cái cành nó mập lên các bạn ha, và nó hạn chế cái hiện tượng mà vương đọt. Tại sao? Tại kali nó ức chế sự hấp thu đạm của cây. Khi mà mình bón kali vô nó sẽ ức chế hấp thu đạm của cây, làm cho cây nó hấp thu đạm giảm lại. Thì khi mà cây nó hấp thu đạm giảm lại thì nó sẽ không có vương đọt dài, mắt lá thừa, và đồng thời kali nó sẽ giúp cho cái cành này nó mập lên ha. Ha, múc giúp cho cái cành tược này nó mập lên và cái mắt lá nó sẽ khít lại ha các bạn ha. Chính vì thế thì các bạn thường ưa bón đạm dư quá, nhất là cái những cây mai zin mà các bạn bón 30-10 nó thì thôi, mình nói nó vươn đọt dài, mắt lá thừa lắm, nó xấu lắm. Cây mai thì muốn đẹp nó phải khít như thế này nè các bạn ha, thằng bấm đọt, tỉa đọt hoài thì nó sẽ làm nhảy chèo, làm cho cây mai mình nó có những đàn xương dâm nó kín lại hết đó. Thì khi mà mình lặt lá cho trái bông nó sẽ tạo bông nhiều, và khi mình lặt lá cho trái bông nó sẽ nhìn nó đẹp thẩm mỹ các bạn ha. Còn các bạn cứ để vương dài như thế này nè, nhìn cái cây nó có đẹp đẽ gì đâu các bạn ha. Mình thấy cho nó vương dài như thế này nè, nhìn cái cây nó không có đẹp đẽ gì đâu á. Cây này tại vì nó yếu, mình trồng mình thả ha, mình cũng đã thúc nó một lần rồi nên nó cũng vẫn dài như thế này nè. Thì mình sẽ thúc hoài, thì bạn thúc cái đọt sinh trưởng này hoài á, thì nó sẽ dần, nó sẽ tạo mắt lá nhặt lại và nó không có vương dài như thế này nữa ha bạn ha. Thì bản thân vương dài như thế này đều là nó dư đạm, chứ bằng bón đạm nhiều thì nó sẽ dễ hình thành ra cái hormone cả ba đó các bạn ha, hormone nó sẽ làm cho vương dài như thế đó các bạn ha. Nó chính vì thế thì các bạn bón cho mình cái thằng 16-16-16 này ha, hoặc là 3 số 15 hoặc 3 số 17 gì cũng được. Thì liều lượng các bạn mới xả tàn con thì các bạn bón cho mình 2 gram trong lít nước thôi. Thì khi mà cái cây nó bắt đầu nó bắt nó tùm lại thì các bạn có thể tăng lên 2,5-3 gram.
Thì khi mà giai đoạn này bạn bón kali vô á, kali vừa phải á, thì nó sẽ làm mập cành của các bạn rất là nhiều ha. Có nhiều bạn hỏi bón thằng 16, 16, 16 này được hay không, thì mình nói nếu cây của bạn không có vương đọt dài, không có mắt lá thưa á, thì không nên bón làm gì mà bón 16, 16, 8 được rồi. Thì khi mà bạn bón kali cao mà như bây giờ tới xuyên suốt tới cuối năm á, thì cái lá nó mau già, nó sẽ mau tạo nụ thôi. Nó thường phân ba số bằng nhau này, thường thường mình bón tới tháng 8 mình mới bón các bạn ha, 8, 9 mình mới bón, chứ mình không có bón tháng 8 thường mình bón ba số bằng nhau, và tháng 9 mình bón là nghiêng về kali nó cao một chút, tháng 9, tháng 10 á, thì thường là bón là 12, 12, 17 đó. Cái quy tắc là cái kiểu như là mình tăng dần kali lên từ từ, chứ không có được tăng nó đột ngột. Ví dụ như bây giờ mà bạn bón 3 số bằng nhau hoặc là bón 12, 12, 17 á, thì tao là kali nó tăng lên hoài, thì cái làm cho ức chế sinh trưởng của cây ha. Nó tại vì tại sao ức chế sinh trưởng của cây, tại vì kali á nó mập cốt thật, nhưng mà nó sẽ làm giảm hấp thu đạm của cây, nên cây mà không có hấp thu đạm được nữa thì cái cây nó sẽ không ra cơ đọt nữa. Chính vì thế thì nếu mà các bạn bón kali sớm quá thì nó sẽ làm ngưng cơ đọt của các bạn ha. Và đặc biệt cái mùa này, lúc này tháng 6, tháng 7 đòi hỏi là cần phải thúc để mà ra cơ đọt quyết định. Hay cái cơ đọt tháng 6, tháng 7 là cái cơ đọt mà nó giúp tạo nụ rất là bền vững các bạn ha. Là bạn thấy nè, cái cơ đọt lúc này là nó già, là nó lúc nào cũng có nụ kim với nhau. Là bạn thấy nè, mà và nụ kim nó dày đặc, nó mắt lá nó thích nữa ha. Chính vì thế thì thường mà mình khuyên, mình ưa hướng dẫn các bạn là bón thúc vào cái tháng 6, tháng 7, nó là như vậy. Thì bón thúc hai cái tháng này để nó tạo cái cơ đọt mà nó cho cái nụ kim dày đặc như thế này nè, đó, nó khít. Còn ví dụ như tháng này các bạn bón ba số bằng nhau sớm quá và bón hoài á, thì nó sẽ mau giảm đi cơ đọt ha, cây nó khựng liền. Tại vì bạn bón kali vô hoài á, thì nó sẽ giảm đi cơ đọt liền, nó giảm hẳn luôn, nó mập cốt lên thật đó, nhưng mà nó giảm đi cơ đọt, thì nó không đi cơ đọt nữa, thì nó sẽ kéo theo là cái lá nó già lại nhanh, rất là nhanh ha, kéo theo cái lá già lại rất là nhanh. Cũng có một số cây á, thì khi mà bây giờ bạn bón kali vô á, thì nó vẫn đi cơ đọt. Tại vì bạn biết sao không? Tại vì cái cây nó, mỗi cái trạng thái cây nó khác nhau, thì cái cây đó bản thân nó đã thiếu kali nhiều quá rồi, thì khi mà bạn nó được cung cấp kali vô nó ăn á, thì nó sẽ tạo cơ đọt, chứ nó không phải là ức chế nữa đó, bạn lưu ý được đó. Tại vì nhiều bạn khi bón 30 10 10 10 10 hoài thì cây nó thiếu kali rất là nhiều, nên khi mà bạn cung cấp kali thời gian đầu vô thì nó vẫn đi cơ đọt nữa nha các bạn ha, lưu ý được cho mình, chứ phải không đi đâu. Và nếu mà bạn bón thêm đạm nó cũng vẫn đi đó, để mà cái cây, thí dụ như cái cây của các bạn mà nó đi cơ đọt hoài, nó mạnh quá, nó sung quá, khi đi cơ đọt hoài thì người ta mới dằn ba số bằng nhau để mà nó giảm cái sự đi cơ đọt đó. Chứ thường là lúc này thì được bón ba số bằng nhau thì cũng không nên, nên bón 16, 16, 8 là được các bạn. Và đặc biệt lúc này mùa mưa thì các bạn lưu ý cho mình là khi mà bón phân á, thì phải lựa lúc mà trời có nắng. Còn nếu tốt hơn thì lúc mà chậu nó khô ráo lớp mặt thì bón. Đó. Còn nếu như mà cái chậu nó không khô ráo lớp mặt thì cái điều kiện cần duy nhất là phải trời có nắng nha bạn ha. Chứ đừng có bón mà ngày mà trời không nắng, ít nắng. Và đặc biệt nhiều bạn cứ mùa mưa này cứ bón phân hữu cơ vô làm gì mình không biết. Phân hữu cơ thì các bạn không nên bón vào mùa mưa. Mình lưu ý các bạn điều đó. Phân hữu cơ thì chỉ nên bón vào đầu năm và mùa nắng thôi, chứ không nên bón vào mùa mưa. Có thể là người ta đầu năm người ta bón một lần hoặc hai lần, rồi cái tháng mà gần hết mưa, qua mùa mưa là cái tháng khoảng tháng 10 là ta bón thêm một lần hữu cơ nữa. Chứ không có ai mà bón trong mùa mưa nữa mà ha. Mùa mưa là tháng 5, 6, 7 này nè, 8 nè, mùa mưa là những tháng này không ai bón phân hữu cơ các bạn ha. Mà bón phân hữu cơ lúc này á, thì nó sẽ dễ làm chất chồng của bạn âu. Tại vì mình nói thêm về phân hữu cơ nè, cái phân hữu cơ là cái phân cái chất dưới chất mùn rất là nhiều. Mà chất mùn là cái chất mà nó giữ nước, giữ phân rất là nhiều và nó dễ hình thành nấm. Khi bạn bón món phân hữu cơ vào cái mùa mưa thì nó sẽ dễ hình thành nấm rễ, gây hại bộ rễ của cây mai của mình. Chính vì thế thì trong mùa mưa thì ít có khi nào mà khi các bạn bón phân hữu cơ là như vậy. Chỉ xài hữu miết thôi là được rồi. Các bạn cứ xài phân hữu cơ để nó chứa chất mùn nhiều thì không tốt thôi. Ví dụ như cây của bạn mà nó khỏe mạnh thì nó sẽ dễ lướt qua, còn cái cây bạn mà yếu thì nó bị quặt lại, bị resắc nè các bạn.
mình từ đầu năm tới giờ mình chưa có xịt anh viên nên nó hình thành rỉ rắc mà. Đó, và đặc biệt cái mình nói chăm sóc mai thì chăm sóc như mình thì rất là đơn giản, nhưng mà đơn giản và làm biến thì đương nhiên cây mai nó sẽ không có được như là xiên. Các bạn xiên thì các bạn xịt thuốc định kỳ, mình nói hoài, thí dụ như bạn phải xịt định kỳ một tuần 10 ngày xịt thứ, xịt hoài vậy đó. Bạn phải xịt bọ trĩ nè, nhện đỏ nè, rồi anvin nè, rồi chăm hông nè để trừ nấm hồng nè. Đó, đặc biệt mùa mưa này thì các bạn nên xịt cho mình cái thằng chăm hông để trừ nấm hồng, và phải xịt cho mình cái thằng nhện đỏ, nếu không nó sẽ ăn nhanh lắm, nhện đỏ nó ăn nhanh lắm nè. Mình không có xịt nó, nhện đỏ nó ăn cái cây này nè các bạn ha, nó ăn làm nám hết cái lá hết luôn, làm xấu lá. Và cái lá mà nó xấu như thế này rồi á thì nó giảm sự quang hợp, nó giảm sự quang hợp rồi á thì bạn biết là cái cây mai của mình nó sẽ giảm cái sự sinh trưởng đi, nó yếu đi đó. Chính vì thế đó là làm gì làm phải giữ cho một bộ lá nó lớn dày và xanh thì nó sẽ quang hợp hô hấp tốt, nó sẽ giúp cho cây mai mình nó sung. Nó cái bộ lá rất là quan trọng ha, ngoài bộ rễ ha, bộ rễ đứng thứ nhất thì tới bộ lá đó, thì hai thằng rễ và lá nó sẽ trao đổi với nhau, lên xuống với nhau để mà nó tạo cho mình cái sự vận chuyển dòng nhựa để mà sự phát triển của cây nó được tốt hơn. Và bón phân thì không, mùa mưa không nên bón phân hữu cơ rồi. Và bón phân thì các bạn không nên bón vào giác chiều tối nha các bạn ha. Chỉ xịt phân bón lá thì nên xịt giác chiều tối thôi, còn các bạn bón phân thì nên bón giác sáng lúc có nắng. Tại bạn biết sao không, khi mà cái chất phân của bạn mà bón vô á, nếu mà bạn bón giác chiều tối á thì khi mà bón vô đó thì cái bộ lá lúc đó nó không có ánh sáng, nó không có quang hợp, nó nên nó không có hút được cái chất phân đó. Bằng cái thì cái chất phân nó tồn trong cái chất trồng mình nè, nó tồn với nồng độ cao vậy, tại mình mới tưới vô thì nồng độ nó cao ha. Nó tồn nồng độ cao và cộng thêm đó là nó sẽ dễ bị nấm khi mà bạn tưới giác chiều. Tại giác chiều tối mình ít có khi nào kêu bạn tưới nước lắm, phải cả tưới phân cũng vậy đó. Vậy bây mình khuyên các bạn là tưới phân nên tưới giác sáng nữa tốt hơn. Tưới giác sáng khi mà cây nó có ánh nắng này nè thì nó hấp thụ cái lượng phân mình bón vô liền, nó sẽ lưu dẫn nhanh lên liền, nó tránh hiện tượng mà nó bị ứ nghẽn và nó sẽ bị sót rễ ha. Đó, nên các bạn bón phân tưới phân thì nên tưới giác sáng nha các bạn ha. Còn xịt phân bón lá thì xịt giác chiều tối, tại vì phân bón lá thì giác chiều tối á, giác chiều á thì cái lá mình nó mở cái khí khổng ra nhiều để nó hấp thu được cái lượng phân bón lá. Và đặc biệt xịt vào giác chiều tối á thì nó sẽ giảm cái hiện tượng bốc hơi nước các bạn ha, và chảy lá hơn đó. Chính vì thế thì bón phân lưu gốc á thì nên bón giác sáng, còn các bạn tưới nước thì tránh hiện tượng cũng tưới giác sáng thôi, tránh tưới giác tối và bón phân bón lá giác tối nha các bạn ha, xịt phân bón lá buổi tối á. Rồi thôi, video mình cũng tới đây cũng xin tạm dừng ha. Các bạn thấy hay hãy cho một like, bạn nào chưa đăng ký kênh hãy nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn chuông cho tất cả để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.